Nam Mô A Di Đà Phật. Tôi kính chào tất cả toàn thể mọi người, chúc tất cả bình an, bình an phúc lạc. Đây là một cái video tiếp theo nha, nói về cái nợ. Rất nhiều chào các ông yêu. Thì thằng nói tiếp theo cái video nói về cái nợ. Thì thật sự khi mà họ không có trả mình nữa, mình phải để ý mình coi họ sống như thế nào. Họ không trả mình nhưng mà họ còn rất khổ thì mình từ bi yêu thương hoan hỷ cho họ. Có lẽ cuộc đời của họ, họ tạo quá nhiều nghiệp như vậy, thì mình thấy thương cho họ thôi, mình cầu nguyện cho họ được tốt hơn, đúng không? Còn cái nợ của mình ngày hôm nay họ không trả thì kệ nó, mình biết rằng mình gán để dành cho con mình đi học hay là gì đó, hay mình đang còn mượn em út mình hay là những người thân mình nữa nhưng mình chưa trả. Nhưng mà các đấng toàn năng sẽ hiểu được điều này, Thượng Đế tối cao, Phật Tổ từ bi, các ngài sẽ hiểu được tất cả, thì sẽ cho mình có lợi cái con đường khác. Các ngài an bài nhanh lắm, tuyệt vời lắm. Chẳng qua mình chưa có đủ duyên đủ phước thì nó chưa tới, mình phải chờ. Chờ mình làm tốt, đừng nói ô tôi đang gắng làm rất tốt mà tại sao tôi không nhận được tốt. Mình trồng cái cây có là lúc nó 5 năm 10 năm nó mới có trái, đúng không? Cho nên cái sự từ bi yêu thương này, cái sự làm tốt này, có nhiều khi nó 5 10 năm sau nó mới trổ ra được quả tốt cho mình, nó mới cái thiện lành nó mới tới với mình. Tại vì mình còn một nhiều nghiệp, khi mình đang tu từ bi yêu thương, mình đang làm các thứ thiện lương rồi mà cái tốt nó chưa đến, có nghĩa là mình chưa có đủ phước để xứng đáng để nhận, thì mình phải làm hoài, làm cho tới lúc nào mà các ngài thấy đủ rồi thì các ngài sẽ cho mình, thì sẽ an bài cho mình thuận duyên những cái việc làm của mình, công ăn việc làm. Ví dụ như mình có một cái nhà hàng mình mua bán, nhiều khi á mình bán nó đủ sống qua ngày, hay là nhiều khi thiếu dưới một sao luôn, nhưng mà tự nhiên các ngài an bài ô khách ai cũng thích cái đồ ăn mình nấu ra hay là gì đó, họ đến càng ngày càng đông. Có nhiều khi mình không phải mở một cái nhà hàng này nữa mà mình làm chủ từ một cái đến 10 cái luôn á. Cho nên khi mà các ngài cho rồi nó nhanh lắm đó. Thì Thảo Quyên là như vậy, nhưng mà thật là biết ơn các đấng toàn năng. Cái vị này cũng đã hiểu như vậy rồi, nhưng mà chẳng qua muốn hỏi Thảo cho kỹ thôi. Thì khi mà Thảo khai thị Thảo nói rồi á, thì cái vị này có trả lời là thật sự ra cái vị này đã có cảm nhận là có lẽ bị thiếu nợ nhiều gì đó mới không trả. Nhưng mà bữa nay được Thảo khai thị thì sẽ thấy được rằng cái cảm nhận, cái từ trường, cái năng lượng nó được trùng hợp, thì vị này cũng rất là mừng ha. Đó, nhưng mà nói gì thì nói Thảo cũng mong muốn mọi người từ năm 2024 trở đi nè, gắng lo cái linh hồn mình đi. Nếu mình thật sự có mượn nợ của ai, mình cố gắng làm để mình trả. Mình không có khỏe để đi làm được thì mình cũng cầu nguyện cho người đó được sức khỏe, được bình an, người đó đi làm cho được tốt hơn. Đó là mình trả bằng cái tâm này của mình đó, mình trả cái tâm từ bi yêu thương này. Mình không có vật chất mình trả thì mình cũng dùng cái tâm từ bi yêu thương này, mình cầu nguyện, mình lo lắng, mình trả, đúng không? Cho nên á, cái linh hồn nó quan trọng như lắm. Thành ra đó, khi ai đã giúp đỡ cho mình một cái gì đó, không phải chỉ vật chất đâu, mà một cái lòng tin của người ta, mình đừng có đánh mất như vậy. Có khi lúc nó rất ổn. Tại vì những người yêu thương mà vì mình chịu nhịn nhục, nhịn cái miếng ăn miếng uống ra để mà đưa tiền cho mình á, cái đó rất là khó làm. Nhưng mà những người đó đã làm được thì mình phải biết trân quý và trân trọng, kính yêu. Cho dù người đó có đối xử mình ra sao, nhưng mà mình đã từng hưởng cái phước của người đó đã ban cho mình rồi, thì mình cũng phải biết sống làm sao cho như thế nào nó xứng đáng là một con người. Chứ mình đừng có cảm thấy lợi dụng tâm từ bi yêu thương người khác mà mình dẫm lên như vậy ha, mình uổng lắm đó. Thảo có lời khuyên chân thành đến mọi người. A Di Đà Phật. Chào các con yêu. Thì bây giờ đó mẹ có nói lên, tại vì mẹ có nhận được một cái thư á của người hỏi mẹ đó, cha mẹ trả lời lên như vậy. Các con nghe, các con thấy còn sơ sót cái gì, hay là có những cái gì các con muốn bổ sung vô tiếp, hay là muốn cảm nhận như thế nào, có thể chia sẻ cho mẹ hiểu được là cái điều của mẹ khai thị như vậy. Các con thấy có còn gì sai không, hay là còn cái gì thắc mắc hỏi, các con hỏi mẹ sẽ trả lời. A Di Đà Phật.
thì mọi người cũng vậy nha, có thể comment lên nói với Thảo, Thảo nói như vậy nó chưa đúng, thì mình góp ý với nhau để mình xây dựng cho mỗi ngày cái kênh YouTube mà Thảo Trần Đời Đạo Song Tu này cho nó được chân thiện mỹ hơn. Giờ Thảo cũng có nguyện với lòng mình đó, Thảo lập lên một cái kênh như thế này là Thảo mong muốn chia sẻ đến tất cả mọi người trên toàn cả thế giới này. Cho nên những ai xem qua được cái kênh này, Thảo xin đồng hành với Thảo bằng cái bấm like và bấm cái nút đăng ký, làm như vậy rồi bấm nút chia sẻ. Vì khi làm như vậy á thì YouTube sẽ thấy được cái video của Thảo có lợi lạc á, thì YouTube sẽ để cho Thảo đăng lên để lan tỏa ra nhiều hơn. Còn cũng như mà Thảo làm mà nó có cái gì không có được lan tỏa đó, thì nhiều khi kênh YouTube nó có gì nó không thích á, thì nó không có cho mình đăng lên. Cho nên thật sự ra thì khi mà Thảo đăng lên gì, Thảo cũng mong mọi người cùng nhau chia sẻ để lan tỏa ra tình yêu thương này, mọi người đồng hành với Thảo. Chứ không có nhất định phải cần có cái vật chất gì đó mà để mấy đi giúp đời giúp đạo được đâu, mà mình có thể dùng cái tâm từ bi yêu thương này của mình nhấn nút like, mình bấm chia sẻ, thì đó là mình đã cùng đồng hành với nhau kết nối chia sẻ lan tỏa yêu thương rồi. Thì Thảo xin biết ơn tất cả. Nam Mô A Di Đà Phật, chúc tất cả được bình an phúc lạc. Sao các con thấy cái lời khai thị đó của mẹ, các con có gì thắc mắc không? Qua những chuyện nãy giờ mẹ nói á, con cũng cảm nhận được và hiểu ra được rất là nhiều. Ví dụ như ở cái người mượn á, cái người mà người ta mượn á, thì người ta cũng sẽ hiểu ra được là như thế nào là nợ nhiều nợ ít, là luật nhân quả như thế nào. Rồi những người mà người ta cho mượn á, cái người ta cho mượn á, người ta cũng hiểu được là làm sao là cộng nghiệp, làm sao là không cộng nghiệp, làm sao là có lòng từ bi, làm sao là không có lòng từ bi. Cho nên người ta nói nè, mình hiểu mình á còn khó, nói gì mình hiểu người nó khó hơn dữ lắm. Mà thay vì mình cần đi hiểu người thì mình cần hiểu mình trước. Khi mình hiểu mình rồi thì mình phải lấy cái hiểu này mình đi hiểu giùm cho bao nhiêu người khác nữa, đúng không? Cho nên không phải có nghĩa là người ta không trả nợ mình là người ta muốn như vậy đâu, mà nhiều khi người ta quá khổ quá ngặt hay như thế nào đó, người ta nói bằng cùng sanh đạo tập. Cho nên nhiều khi người ta quá khổ quá ngặt thì mình cũng từ bi hỷ xả cho họ, đó là một cái tấm lòng của mình để mình được khai mở, học hỏi và trải nghiệm. Đó là mình là người đang được trước đó, còn người ta đang bị mất. Người mà có tâm không có tốt đó thì họ là người bị mất. Cho nên mình cầu nguyện cho họ được bình an hơn, cho họ biết sáng suốt khai mở, để họ biết đâu là nhân quả, để mà họ cố gắng tu, họ được trở về. Chứ không thôi là họ sẽ bị luân hồi, nhưng mà tới đây sẽ không còn cái sự luân hồi đâu, họ sẽ qua một cái quả đời cầu khác đó. Họ sẽ không có còn cái địa ngục để mà chết rồi có tội nhốt vô cái địa ngục đó, rồi từ từ rồi lập công bồi đức, rồi được lên là trở lại làm con người nữa rồi tu nữa. Nhưng mà họ sẽ bị qua một cái nơi rất là tăm tối, và không biết bao nhiêu tỷ năm vạn năm nữa họ mới được gặp con người, và họ biết tới Phật pháp để họ tu còn lâu lắm. Cho nên nếu mà họ biết chân quý á, thì họ cố gắng tu sửa thân tâm của mình. Ngày xưa tới giờ cái phàm phu này, cái tâm ma này nó dẫn dắt mình sống vì cơm áo gạo tiền, mà mình như hút cái linh hồn mình vô, mình bán cái linh hồn cho nó. Vậy cho nên tại sao mà mẹ cảm thấy được những người mẹ giúp á, là giống như mẹ đang mua cái linh hồn của cái người đó trở về cho người đó ráng tu á. Nhưng mà người đó họ nghĩ là mẹ từ bi yêu thương, than thở cái là mẹ cho than thở cho họ cái lợi dụng từ bi đó. Thì từ 2023-2024 này trở đi, bắt đầu 2024 là mẹ sẽ không làm cho những cái người, tại vì còn trên cuộc đời có nhiều mảnh đời rất là bất hạnh, họ không có tay chân, họ rất là bất tiện luôn á, nhưng mà họ chỉ cần có cái miếng ăn thôi là họ hạnh phúc rồi. Cho nên mình dùng cái đồng tiền đó để đi cứu giúp những người đó, mà nếu họ biết hướng đến Phật pháp họ tu, thì thật sự đó là một cái sự trợ duyên cứu cái linh hồn họ. Thì mẹ thành tâm cho dù
cực khổ gian nan như thế nào mẹ cũng có thể nhịn ăn nhịn xài để mẹ cũng đem đi cho, mà mẹ không bao giờ thấy tiếc, thấy là cho là đang cho tình yêu thương này trợ duyên cho cái linh hồn này vậy đó. Nhưng mà họ lợi dụng cái đó để rồi họ xin về thêm, thì thật sự ra khi mẹ lập lên cái kênh YouTube mẹ đăng rồi á, thì cũng có một số người cũng nhắn tin vào, chị ơi em khổ quá, chị giúp cho em, hiện giờ mất việc làm không có tiền nhà để trả hay các thứ này thứ nọ thứ kia. Nếu những ai mà thật sự là họ biết tu mà họ khổ thật sự thì cho dù đối với mẹ 50 triệu á, mẹ ngày hôm sau lại là mẹ gửi về tới bên đó liền, mẹ gửi về cái list mà mẹ gửi tiền về Việt Nam á, cái chỗ gửi tiền á, nó chấp tay nè nó sát mẹ luôn, nói chị ơi em nói chị chứ hả, em làm ở đây á là bao nhiêu năm trời rồi đó, cái chỗ gửi tiền á, nó là một, nó hiện giờ là nó hai chủ rồi, chủ thứ hai mà cái hồ sơ gửi tiền của mẹ con biết không, mẹ đi lại mẹ đứng lần á cả 15 phút luôn, mẹ đợi nó bấm nó kiếm lên cái tên của cái người đó để mẹ chuyển tiền, là những người mà đã quen biết nhiều lâu năm rồi đó, còn có những người mới thì mẹ đưa vô cái tài khoản mới, đưa vô cái số điện thoại mới để họ mở hồ sơ để mà cho, mới là khác nữa. Còn những người lâu rồi đó gửi, em ấy bấm thiệt nhiều, em nói trời chị ơi mấy ngàn người luôn trong cái danh sách chị gửi tiền Việt Nam, em làm ở đây á kiếm 100 người cũng hơi khó nữa, tại vì người ta chỉ gửi tiền cho người thân người ta thôi à, gửi về cho cha cho mẹ cho anh cho em cho dòng họ người ta thôi, còn có chị gửi hình như họ nào chị cũng có gửi họ nào trên đền này có họ là cũng có nhận tiền hết á, ngộ lắm. Chứ thật sự ra tự bi yêu thương của mẹ là mẹ hoan hỷ hết, mẹ làm được mẹ hạnh phúc lắm luôn, biết ơn các ngài ăn bài luôn á. Nhưng mà lúc 2024 chỉ đi này là mẹ phải dùng trí huệ để nhìn đây là tu thật, thì cho dù mẹ trợ duyên mẹ tốn cả chục cả trăm triệu mẹ cố gắng làm hết sức mình có thể làm được mẹ làm. Mà còn những người mà họ lợi dụng lòng tự bi yêu thương họ xin mẹ hả 1 triệu á mẹ cũng cho nữa, mà nhầm khi có thể họ xin 1 triệu mẹ cũng gán cho một lần để lại cho họ biết đâu họ nhận được cái tình yêu này của mẹ chia sẻ, biết đâu được là họ nhận vô rồi á, tự nhiên họ cảm nhận cái Phật tính của họ, cái từ bi yêu thương của mình cho đi, mình đâu phải cho cái vật chất đâu, mình cho đi cái tình từ bi yêu thương này của mình, cho nên họ nhận được, họ cảm nhận được, họ biết tu thì mẹ sẽ tiếp tục lo nữa. Còn như mà họ nhận được rồi bắt đầu trời ơi, có nhiều người cô ơi con tôi bây giờ nó bệnh nặng dữ lắm, tôi không có tiền mua thuốc này nọ kia các thứ, 5 triệu 2 triệu cần mua thuốc hả, 2 triệu cần vô nhà thương hả, 5 triệu, xong rồi cho thấy khổ quá mà tu, chụp hình mẹ con thấy Bồ Tát lại dữ lắm, mặc đồ tu lại dữ. Mẹ thấy thì cho dù họ tu như thế nào không cần biết, nhưng mà khi họ xin mình á, mẹ cũng ban gãy sự từ bi yêu thương của mình chia sẻ ra, mình cứ cho đi, thà là mình cho lầm chứ mình đừng có để, mình thà là mình cho lầm người ta chứ mình đừng để mình hiểu lầm người ta, cho nên mẹ không để cho mẹ bị hiểu lầm người ta, mà mẹ thà chấp nhận cho lầm. Cho nên cho dù người đó họ không có thành tâm tu, mà họ biết mẹ thích tu cho nên họ nói với mình họ tu, họ chụp hình mẹ Quán Thế Âm, họ làm các thứ luôn, họ gửi cho mình, họ nhà họ tu không đầy từ trong cái tới ngoài các thứ luôn, hình Phật hình mẹ không. Ok, cái nào á mình mẹ cho thì mẹ cho xong rồi mấy ngày nữa ồ mẹ tôi bị chết bệnh nặng, cho tiền đi lo bệnh, bây giờ chết luôn này chết thì cho, xong bây giờ tới chồng đau, ta nói đủ hết á, từ con bệnh sang tới mẹ bệnh rồi mẹ chết rồi tới chồng đau, cái gì mẹ làm được mẹ làm hết. Nhưng mà một khi tự nhiên cái bên trong của mẹ cảm thấy nói đủ rồi thì mẹ sẽ không có thể làm nữa, cho nên xin tim không cho, có đôi lúc họ chửi á, họ xin nữa mà mình không cho họ chửi, nhưng mà dĩ nhiên mình cho là họ mừng, họ biết ơn cho lắm, mà họ nói là tốt đẹp không à, nhưng mình không cho nữa thì họ sẽ giận mình lắm luôn á. Nhưng mà thà là mình để họ như vậy để họ cứu cái linh hồn họ, chứ để họ nhốt cái linh hồn họ hoài đó con. Cho nên không phải là từ đây trở đi ha, các con cũng đây là bài học của các con luôn á, mình tuy mặc dù những người khác người ta bị nhưng mà mình cũng học luôn, là khi mà mình có được vật chất không phải ai hỏi mượn, mình cũng
cho mượn hay là ai xin mình cũng cho, mình phải coi lại. Thí dụ như nhiều khi người ta nói người ta mượn mình 10 triệu, cái mình có 5 triệu, cái đầu mình chạy đi kiếm anh em mình á, mình móc cho đủ mượn người này thêm, mượn kia thêm cho đủ 10 triệu mình đưa. Xong cuối cùng người ta không trả, mình phải đi làm, mình trả nợ cho người thân mình nữa. Rồi trong khi đó người ta không không có biết tu học như vậy thì người ta cũng bị nhốt cái linh hồn ta, cái đó là cộng nghiệp á. Mình giúp cho người ta mà mình bị cộng nghiệp á. Tại người ta gạt mình mà mình để cho người ta gạt, ta gạt mình được, người ta còn đi gạt rất là nhiều người khác nữa, như vậy phải cộng nghiệp không? Còn mình nói một lần cho người ta nghe, người ta biết là ừ anh làm như vậy là không tốt, không này không kia đó, mình khai thị, mình trợ duyên cho họ, họ có thể chửi mình, họ nói những lời phủ định, nhưng mà ít ra đối với mình cảm thấy mình đang cứu cái linh hồn họ. Ngày hôm nay họ chưa có nhận được cái tình cảm này, nhưng một ngày nào đó họ sẽ nhận được, thì mình chấp nhận hy sinh để mình làm một cái viên thuốc đắng cho người ta uống đó. Còn mình cũng đừng có muốn là được, nhiều khi cái lòng tham ta bị nổi lên thì cái đó là người ta nuôi thể xác của ta, nhưng mà người ta đang nhốt linh hồn. Thành ra từ đây trở đi thì cũng là một bài học cho các con biết được rằng mình cho ai mình biết xấu hay tốt gì sinh là mình cũng cho, mình có được mình cho một ít gì đó để cho người ta biết cảm nhận cái từ trường năng lượng từ bi yêu thương của mình, để rằng họ mở trí huệ, họ ra họ tu. Còn như mà họ quyết tâm lợi dụng cái từ bi của mình thì ok, mình xin lỗi là mình không chịu nổi, không có thể làm được. Mua gì đâu. Con có gì thắc mắc không hỏi, không hỏi mẹ mới biết đường. Mẹ nói nhiều khi mẹ không biết con người ta cần cái gì vậy luôn á, thì cần tiền với như ai cũng nói sẽ cần á, nhưng mà cái đó con người mình tạo ra được nó, mà mình cố gắng mình làm thì sẽ có, mình biết đủ thì nó là đủ đó. Cái đó là phải biết tự bên trong, chứ giờ mình cứu họ không được đâu, mình không có thể cứu cái vật chất cho họ được đâu ha. Nhưng mà nhiều khi á, các con có cái gì thắc mắc hỏi thì ok, mẹ phải biết, mà biết mình muốn cần cái đó thì mẹ mới mở cái chỗ đó ra cho mọi người để biết, trong khi đó mẹ trả lời cho các con, nhưng mà những người khác được nghe thì các con cũng lập công bồi đức ha. A Di Đà Phật. Có những cái nụ cười an lạc từ bi này á, nó cũng rất là giúp cho cái quả địa cầu này, cho cái xã hội này, nhưng nó không bằng khi mình thêm một chút nữa, mình có thể thấy những cái khúc mắc gì mình hỏi ra, đừng ngại, đừng mắc cỡ, đừng sợ người khác nghe rồi cười mình gì hết, mình chấp nhận hy sinh, mình chấp nhận chịu là cho người ta cười mình, là sao mình hỏi một cái câu rất là đơn thuần như vậy, hay là một cái câu em bé nhỏ nó cũng hiểu, ví dụ vậy. Nhưng mà đối với tâm linh á, rất là nhiều người cần, nói lớn gì cũng rất là cần. Cho nên những cái biết của mình, sao mình nhiều khi trong lòng mình nghĩ ồ cái câu đó hỏi là anh bé đó, cái câu đó là hỏi là khờ dại hay là cái gì đó, nhưng mà nhiều khi mình nghĩ như vậy, nhưng mà biết đâu được cái phàm phu mình nó nhốt mình, nó cho mình thấy như vậy, nhưng mà nhiều khi mình hỏi ra nó rất là lợi lạc cho nhiều người. Nhưng Thảo cũng cầu mong mọi người hả, đủ duyên xem những cái kênh của Thảo thì chia sẻ ra cho nhiều người biết hơn. Rồi những ai á, có những cái thắc mắc gì muốn comment vô để hỏi thì Thảo thành tâm, những cái gì Thảo biết á thì Thảo cũng sẽ chia sẻ hết, khai thị hết với mọi người. Những cái gì Thảo chưa hiểu thì Thảo cố gắng học để Thảo hiểu nhiều hơn, cũng nhờ mọi người cho nên cùng với Thảo đồng hành cho cái kênh YouTube Thảo càng ngày nó được lan tỏa nhiều hơn. Nhưng mà Thảo cũng rất mừng, rất biết ơn là coi như kênh YouTube Thảo lên được, tính ra thì được 6 tuần này mà được tới 12 ngàn mấy, rồi 13 ngàn xem như thế này thì Thảo hạnh phúc dữ lắm luôn rồi. Thật sự có vô được người nào xem thì Thảo cũng biết ơn hết á. Cho nên chứ không phải là thấy nhiều người mới làm hay là ít người không làm đâu. Cho dù giúp được một cái cây cỏ hay là một cái bông hoa hay là một con vật đó, Thảo có thể làm được, Thảo rất là hạnh phúc để làm. Chứ nói chi mà một con người nào mà nghe được cái kênh của Thảo mà cái chân lý hiểu ra những cái điều trải nghiệm của Thảo mà Thảo chia sẻ, mà làm cho mọi người được mở đi
cái cõi lòng của mình, cái tâm của mình, cái trái tim của mình. Thầy Thảo rất là thành tâm. Nam Mô A Di Đà Phật. Có nhiều khi mẹ nói nhiều quá các con không biết gì để nói ha, khi gặp mẹ là nó đầy đủ hết trơn, không có gì nói. Hay thường thường trong cuộc sống mẹ đi đến đâu biết được những gì mẹ cũng chia sẻ với các con hết rồi, thành ra các con cũng hiểu quá nhiều. Thậm chí có nhiều điều các con chưa có hiểu mà gặp mẹ đi rồi mẹ cũng nói lại các con nghe thì các con cũng hiểu rồi. Cho nên gặp mẹ cũng không có cái gì thắc mắc thì nó cũng đúng. Nhưng trong cuộc sống mỗi ngày của mình có gặp những ai, có những ai mà mình gặp qua mà mình có thể làm được cái gì tốt thì các con cũng nói lên để mình chia sẻ cho mọi người. Không phải mình khoe, nhưng vì mình muốn cho mọi người biết được rằng mình làm được thì mọi người cũng sẽ làm được. Đó, giống vậy á. Chứ không phải mình nói lên cái tốt cái hay gì đó là mình khoe, ôi tôi đây giỏi lắm, tôi được lắm, không phải. Mình được một chuyện mình sẽ khoe một chuyện để cho người khác cũng làm được cái chuyện đó. Đó vậy đó. Chứ không phải là mình nói lên những lời hay ý đẹp này là mình khoe khoang là mình đang tuyệt vời lắm, là mình đang chân thiện mỹ lắm đâu, mà mình nói ra để cho mọi người chưa có ai làm được cái đó thì làm đi sẽ được, vậy đó. Qua kênh YouTube này thì con cũng muốn là chúc cho tất cả những người được ngũ duyên và những người chưa được ngũ duyên mà nghe được những lời này thì tâm của họ được an lạc và bước qua được những cái mà rút mắt ở trong lòng, mở được cái tâm mình ra từ bi yêu thương nhiều hơn. Biết ơn con, A Di Đà Phật. Hôm nay một chút nữa mẹ cũng sẽ có đi gửi tiền về cho một cái số người mà trước khi Tết họ bị ngặt quá đó. Đáng lý còn có mấy tuần nữa là mẹ về bên đó rồi, mẹ sẽ cho rồi. Nhưng có nhiều khi mẹ thấy được cái ngặt của người ta cho nên mẹ cũng có thể lo trước Tết. Mẹ cho mẹ đi gửi tiền rồi mẹ sẽ đi mua thêm thức ăn. Ngày hôm qua mẹ mua thức ăn nhiều lắm, buổi sáng buổi chiều. Mẹ nghĩ là bao nhiêu đó là ăn thoải mái rồi. Nhưng mà những vị hải âu nó kéo dòng họ nó đến á, trời ơi đông quá luôn, mẹ cho. Thôi nó ăn nhanh lắm, nó ăn mẹ vừa gãi trước nó ăn quay lại ăn sao nó ăn sạch hết, gãi qua này nó ăn sạch, quay qua kia gãi nó ăn sạch. Nó thấy thương dữ lắm luôn, cho nên bữa nay mẹ phải đi mua thêm, mà chắc mẹ phải mua cho nhiều, thật nhiều. Vì thứ hai này á là bão tuyết á thì có thông tin là tiệm đóng cửa hết luôn, tiệm rồi tất cả cái xăng đồ nhiều chỗ đóng cửa rồi, cơ sở hãng xưởng nhà băng trường học họ thông báo hết là đóng cửa luôn, thành ra mà cũng có thông báo là mình sẽ bị mất điện và mất mạng luôn đó, mất mạng lưới và mất mạng người. Tiếng Việt Nam mình nó phong phú lắm. Mình nói cho gõ. Mẹ thì đi Mỹ hồi còn nhỏ cho nên mẹ nói chuyện nó rất là mộc mạc chất phác. Cái người miền Tây á, mẹ giữ được cái người miền Tây là vì sự kính yêu học hỏi của mẹ. Mẹ kính trọng nhất là người cha của mẹ đó, rồi người mẹ, tại mẹ theo cha mẹ từ lúc còn nhỏ đến lớn cho mẹ học được rất nhiều. Cho nên mẹ có được cái sự chất phác một mặt này, chứ người ta mà đi Mỹ bao lâu á chắc không ai còn giống mẹ đâu, không còn được bao nhiêu người đâu. Nhưng mà mẹ thì mẹ nói gì mẹ phải suy nghĩ cho kỹ, tiếng Việt Nam mình nó phong phú lắm. Một cái chữ ME mà mình có thể bỏ cái dấu nặng vô là mẹ nè, rồi mẻ nè, rồi mẹ đủ thứ cho á, rồi mạng cũng gì nữa, mạng có thể sinh mạng con người, nhưng mà mạng lưới ngày hôm nay nó là mình phải nói câu là mạng lưới. Hả? Chứ nó mất mạng không kỹ, nhiều khi người ta nghĩ là ôi chắc nguy hiểm gì tận thế không. Ok,
ăn cho mấy con thú yêu nhà mình mẹ cũng mua chuẩn bị rồi, mẹ mua thêm thật nhiều. Nhiều khi trời tuyết các con nó xuống vậy á, mà mình gán đi ra ngoài đó biết đâu được, mình gãi trên tuyết á tụi nó lụm lụm ăn nữa đỡ á. Nhiều khi biết đâu nó, biết đâu mẹ nghĩ trời tuyết á nó đi trốn hết chỗ ấm rồi, biết đâu chỗ nào mà ấm nữa nó nguyên toàn trên đây hết rồi. Cho nên Tiểu Phan thấy xếp là một cái nơi dùng ấm như vậy đó, mà nó còn bị lạnh dưới 0 độ, âm độ, cả 10 độ, 50 độ luôn. 50 độ là con đi ra ngoài á, con đi ra ngoài là có thể là đổ một chút xíu nước ra là nó thành cục đá liền luôn. Lúc mà trời nắng á, người ta đập một cái trứng gà trên đá nó được ốp la luôn á. Nhưng mà nếu mà trời lạnh này, một khi mà chắc bị lạnh rồi, có thể là con nhỏ một miếng nước xuống thôi là nó thành cục đá liền luôn. Ừ. Cho nên những cái hồ nó đóng băng hết luôn á, những cái hồ á là nó đóng băng hết luôn, bởi mẹ thương mấy con vịt á, mấy con vịt con ngỗng nè, nó sống về nó phải đi tìm miếng ăn với nước á đó. Mình nhiều khi mẹ gãi cho nó thức ăn thì nó cũng nó đỡ sắc xanh nó đỡ tội nghiệp, còn lớn ăn con nhỏ. Vịt tụi mình nó nhiều quá hả mẹ? Không, con nói tự nhiên nó đâu đúng nó đến đó. Ngày xưa nó có 4 con à, có 4 con à, có 2 vợ chồng con vịt đó, rồi nó sanh ra thêm 2 con vịt con, rồi từ từ sau một nhiều khi 2 vợ chồng đó nó dẫn theo 5-7 con luôn. Hồi lúc nó đến cái hồ này á, nó có 2 vợ chồng thôi, nhưng mà sau đó năm từ từ mẹ mới thấy được nó có 2 đứa con lại theo. Xong bắt đầu từ từ, ôi trời ơi, con sanh sanh riết ngồi sao nó sinh sản ra, nó đẻ ra nhiều trứng rồi, nó nở ra nhiều con đó, rồi gặp ở Việt Nam mình mà nó sanh trứng ra vậy người ta lụm người ta ăn hết à. Nhưng mà ở đây Mỹ nó không có đâu con, nó sống rất là Mỹ, nó được cái đó nó mẹ khen á, nó không có hại vật, nó không có sát sanh hại vật. Thậm chí cái trứng thà nó đi tiệm nó mua ăn, trứng ở đây đâu có bán trứng vịt đâu, có bán trứng gà thôi à. Gà nuôi công nghiệp nó có trứng gà, nhưng mà nó không có trứng vịt, nó không có hột vịt đâu. Cho nên đó là, nhưng mà người Mỹ người ta cũng rất là, cái nào người ta đi làm được thì người ta làm được, cái nào người ta mua được người ta mua, chứ người ta cũng không có đi lấy giống vậy. Cho nên nó được sanh sản ra nhiều nhiều đông đông rồi nó bay đi, những cái hồ khác nó kêu dòng họ nó đến đây hay là bạn bè gì đó, nó đến khi ngồi nó nhiều đông luôn á. Ừ, đông luôn á con. Đông lắm luôn. Nhìn Hải Âu cũng quá sức luôn. Ừ, Hải Âu cũng vậy ha. Lúc đầu con thấy không, đâu có bao nhiêu đâu, đúng không? Mấy chục con á. Dần dần bây giờ là kêu bằng mấy ngàn con luôn. Nó đông lắm luôn. Cho mẹ mua thức ăn á, mẹ mua gấp 5 lần hồi xưa luôn á. Mà mẹ cho không có đủ. Ngày nó ăn dễ thương quá ha. Nó cà nó hót, nó hạnh phúc, nó kêu với nhau, rồi mình thấy năng lượng từ trường rất là tuyệt vời luôn, rất là yêu thương. Nhưng mà khi mẹ làm cái đó mẹ cũng thấy hơi lo, tại vì một khi mà mẹ gửi thức ăn cho nó như vậy hoài nó được quen rồi đó, rồi một khi mẹ đi về Việt Nam hay là mẹ đi du lịch nơi này nơi kia thì mẹ cũng sẽ dặn các con mẹ ở nhà, nếu mà có được thì các con cũng sẽ đi ra làm giống mẹ đó. À, nếu những lúc con mẹ bận thì chắc tụi nó phải bươn chải. Còn có gì muốn hỏi mẹ hay có gì muốn nói không? Giờ gặp mẹ cái tự nhiên nhiều trăm từ cái gì rất giáo rồi. Mẹ nói nãy giờ là từ con nghe mê ly quên hết rồi. Có một cái đứa cháu nó bị trong cuộc sống nó gặp quá là nhiều áp lực á, nó đau lòng á, nó đau lòng gì giữa con người và con người đối xử với nhau, nó gặp mẹ nó chấn động á, nó không nói ra lời được, nó khóc. Nhưng mà mẹ kêu con nói đi rồi cho mẹ nghe để mẹ thấy nó bị ngặt cái nào á, để mẹ khai thị cái đó, nó bị mắc kẹt cái chỗ nào mẹ khai thị cái đó. Nhưng mà nó đang khóc nó không nói được, bắt đầu mẹ mới nói cho biết là trong cuộc đời này nó phải như thế nào, đây là những cái bài học của nhân gian mà Thượng Đế an bài cho con để con được học, gặp qua những cái cuộc đời mà họ đáng ca đối xử với mình giống vậy á, đó là những bài học để cho mình biết từ bi yêu thương, mình hãy